chào cả nhà. Cả nhà ơi, và bây giờ là mình sẽ là mở một khúc này để làm vườn nhé, làm để trồng thêm là khoai tây với đồ rau này nhé, tất cả các loại rau. Let's go.
Bây giờ làm mệt rồi, đổi phiên cả nhà ơi. Trời, bây giờ là ngày này là trời nặng này. Bên này nặng ngày mưa ngày, nặng ngày mưa ngày vậy. Nhưng mà tâm cải nó sẽ tốt. Làm vậy xong rồi á, là mình sẽ lọc đá nha. Rồi cho duyên mình mới tông hái tông thùng nha, nó bây giờ mình chuẩn bị trứng đi nhé. Bây giờ mình đã làm xong rồi nha các bạn. Làm xong rồi, bây giờ mình hút cỏ vào đi. Rồi là mình sẽ là hút cỏ vào, rồi mình sẽ là lấy cái đá này ra. Làm một vườn vậy là mình để tầm cái cải mình mũ á, tại vì thiếu đẹp cho lắm, nhỏ quá không được đẹp luôn. Làm ra này rõ hơn. Thank you.
thật, nhưng mà mình ủ đi các bạn ơi. Mình ủ quá. À, để cho nó phân phân nhá. Rồi mình bỏ vào lại. Ủ à, mà độ ủ của nó là phải 2 năm mới được phân phân. Anh đem nó ra đem. Ok. Cái đam mê mình ủ nhé, mình ủ để sáng nắng cho nó lại độ vô là cho mất cái đĩa. Hãy bỏ đây ít nhé, bỏ được ăn nữa, 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 bỏ được ăn. Anh muốn cho nó dây không? Để đây cháu cái gì? Để cháu nó lọt cho nó sắp cho nó tìm. Để đây tại vì đục bấm khối. Cháu sẽ lọt cho nó. Mai mưa. Mai mưa. Đúng rồi. Mai mưa là mưa. Hả? Ừ. Sao ngậm mà được? Có trong nhà ngậm mưa không lạ mà nữa. Ừ. Tao mong công nó uống tao uống phê ngậm mưa ngậm nào. Ngậm nắng không? Vậy mà nó sẽ đó, nó phải một cái mưa nó
chú ca sĩ Vi Tùng nghệ sĩ ấy. Thằng à, chứ thằng đi làm trên YouTube nè, thằng thằng Giao ha. Yeah. Em là không? Thằng Dũng nha. Bài mưa. Phượng đậu từ nghĩa kho ta thành địa phú. Làm vì đam mê, không cần tiền bạc, sống vì đam mê. Đêm này cái đất như vô bỏ cái đèn nó đẹp dễ bể có đẹp. Tiếng không nè, nó gọi mấy cái thằng kia nó là hắn tiếng, tiếng hắn tiếng.
một tiếng. Để bỏ cái đất nó vô báo nó nghe. Báo nghe à? Ngõ mới đổ đất thằng cũng nhiêu đấy hả? Ngõ này ngõ đất cũng đó. Mình làm thấp thôi. Mình làm cáo. Mình làm thấp thôi. Mình đất dưới mình đổ bôi bôi như thế. Mình làm cáo. Mình chỉ để rồi thôi. Mình phải trông ở trong rồi thôi. Cáo gì mà trông đó. Trông thấp thấp xuống. Mình bôi đất từ từ thôi.
mình làm cọ đấy không? Chị hưởng tiêu. Cọ tiêu anh, nó cũng tiêu nè. Đúng thịt đó. Tiêu thịt đó. Nó sẽ đã ra thế. Nó sẽ đã ra thế. Bán biệt lắm. Mình lại bán lỗ mình. Mình lại đi thôi. Mình cứ một cái ruộng. Mình bỏ ra mình ăn. Đúng. Cũng thôi mình mua bán lỗ mình. Bây giờ là đang làm hấp bơ ngã trên và ngã dưới anh ạ. Nghe cả nhà làm cái vuông lại thấy như thế nào, làm ở tấm mình có một cái kính rồi, bây giờ mình làm hai phần này để mà tầm giống như cho đủ thứ vậy, chưa có đủ trong tài trong bị để trong bướp á, cho nên chưa đủ, bây giờ mình phải phở ra hai chỗ này nữa để mình làm tiếp nha. Được chưa? Được chưa? Phải băng không? Băng không? Ừ. Chết quá thôi. Băng chết vô, đổ lực nữa xong rồi băng. Đấy là băng luôn. Băng đó phải trông ra cho mặt bạn. Mình tâm đồ thế mà để mà ăn. Mình khỏe đi mua đồ hẳn khỏe. Tại vì bây giờ bữa nay vật giá leo thang quá. Thật thử khi là mình phải là tâm ở nhà cho rau sạch, ăn sạch, sạch, sạch. Giữ gìn là vệ sinh sạch sẽ. Ba lớp đấy là vừa rồi này, đất cao lắm chứ, đổ đất cho mình. Ừ. Đấy là đẹp. Đấy còn đẹp. Bây giờ mình lại xuống, bây giờ mình bỏ lên lại. À, nó đẹp đấy. Thank you.
rồi. Từ từ nó cũng sẽ xong. Xong rồi là mình có thể lật thông rau được nha.
Và bây giờ là mới xong để chưa đổ cát nữa là mình là sẽ tùng tùng các loài rau nha. Bây giờ còn đổ cát nữa thôi, đổ cát vô là mình tùng các loài rau, và mấy cái giếng này là mình sẽ làm bonsai này để tùng đem tùng ngoài này. Bây giờ là mình đang ươm á cho nó lên giống á. Nó làm cả ngày mới xong các bạn ơi. Làm trong rồi làm ngoài, làm tất cả hết luôn. Bây giờ mình làm to ra để mình tông ra muỗng và mông tơi và salad son, rau dền, một thứ một ít vậy. Đổ đất vào nữa là tông xong nha. Giống như vịt trong này này là mình tông mướp và tông bầu, tại vì mướp là ở nơi chỗ diệt đới cho nên chi là giống như ở sư nặng mà, cho nên đem qua sư lạnh là bỏ lạnh cái tuyết xuống cái là chết cho các bạn.
nó không còn không sống nữa. Ngay lập tức luôn, nói chung là vậy. Con bầu nó lên này. Còn bên này là mình cũng tông mướp này. Rồi mình cũng tông thêm một ít mướp. Rồi mình tông thêm ít đô nữa. Cái này là cái bỉ nha, cái bỉ là gọi là trắng này. Bầu này, bầu bây giờ lên này, gọi này. Mới tới bầu của túi đó mà rồi trời. Đó, cái bầu hồi lố tôi mới lên này. Đang lên dự thương nghĩa sơ nó đẹp nha. Và mình cũng làm thêm để cho nó lên được các bạn. Mình thích tông đó, mấy tới bầu hồi lố. Nếu mà lên mà mình thấy vui lắm nha các bạn. Và bây giờ là mình là xin chào và hẹn gặp lại các bạn những lần tới. Mình sẽ quay nhiều hơn và làm cái thấy cho là các bạn biết là tâm sự sự là mùa sự lạnh là như thế nào nha. Bye bye.